phi sóng miệt vườn ù mình mưa nắng gió sương. Ếch nhai bu trên tường đêm cùng nhau ngắm điệu cải lương. Sáng lên rẫy lên rừng giật nhau lẫn dôi hồ báo. Chiều xuống sông lội đùa cá sâu thua đành phải lên bờ. Hai tía con quay quần ruộng nương rau cá nuôi nhau. Thương công cha giải dầu khai quang lặn lội sừng sâu. Cuộc sống dù khó khăn thương bà con cô bác hết mình. Nơi chòm xóm nghĩa tình chung tay xây dựng ngày mai. Việc nhỏ ấy mà việc to có bác ba phi đều êm ru rõ rõ. Dũng cảm phi thường chịu thương chịu khó. Chi nam nhi đạp đất đổi trời. Bà con cô bác cứ nhỏ to người gì đâu đại trí cả khó. Bất công ấp bước dân mình bác ba đứng lên tranh đấu chẳng ngại gì. Hiểu sâu hiểu rộng nhân gian tỏ tường chuyện gì khó đã có bác ba lo. Chuyện ông coi kìa là em đang làm gì. Con lau cái bức tranh cho ông bà ngắm cho đẹp nè. Thì ông biết rồi, ông có mắt chứ đâu phải ông đuôi mù gì đâu. Nhưng mà thiệt sự ông thấy vậy cái dáng mà con lau cái bức tranh. Ông ơi, ông đừng làm gì nữa, kỳ lắm ông. Bà mà thấy là chết con luôn á. Thôi đừng có nhắc tới bà đi công chuyện rồi. Chỉ có quan với em nhà thôi. Cho nên nói gì nói chứ thiệt sự cái tướng hồi nãy nhìn thấy. Ông ơi, đừng làm gì nữa ông ơi, con sợ quá à. Ông có làm gì đâu. Trời ơi, con biết sao không? Ông đánh con mũi. Con mũi nó bu vô, trời ơi, con nghĩ sao? Cái thân thể ngọc ngà của con vậy mà con quỷ mũi nó dám chạm vô. Con là người ăn kẻ ở nhà ông. Ông phải có trách nhiệm là phải bảo vệ con cho bằng được. Bất kỳ cái gì, bất kỳ con quỷ mũi nào nó dám chạm vô thân thể của con là ông phải giết nó. Ông phải giết nó. Ông ơi. Không cần vậy đâu ông. Con nghĩ là con mũi nhà ông á đã là mũi nhà quan rồi á thì cũng giống như là mũi cao, mũi quý, mũi ngọc, mũi ngà. Ví dụ mà nó có cắn mấy đứa thường dân như con thì cũng không sao hết, con chịu được. Ông khỏi đọc giùm con. Tâm bấy. Nó cắn con chẳng khác nào nó coi quan không ra gì hết. Con là người ăn kẻ ở trong nhà của quan. Mình nó cắn nó qua mặt quan vậy. Rồi kìa, nó bay kìa. Trời ơi, nhìn cái tướng chạy cái mông lắc đi. Trời, đúng lòng con mũi ghê. Trời ơi, người gì đâu mà đẹp dữ vậy trời. Sao gương thôi cũng thấy đẹp nữa. Tiểu má ơi, hoàng tử nào đã cứu lấy con vậy? Đâu, anh Tư Lương nè. Chứ không có hoàng tử nào mà có cái kỹ năng mà đỡ bột chạm như anh vậy đâu. Sao mỗi lần mà tôi té là cứ xuất hiện anh hoài vậy? Anh không phải là hoàng tử, nhưng mà khi nào mà Út gặp nguy hiểm á, thì anh sẽ xuất hiện à.
Chứ không phải anh em nhận xui tới cho tôi hả? Cứ mỗi lần mà tôi gặp anh là lúc nào tôi cũng té sát mặt, không tôi chổng người của người tôi lên vậy hả? Trời ơi, cái đó té là do Út hậu đậu thôi, đúng không? Út đi ngoài đường mà tối ngày con mắt Út cứ để trong cái gương như vậy không té sao được. Kệ anh ta, làm gì nói hoài vậy? Nói hoài cái gì? Cái này mà tôi mà không đỡ kịp hả là Út té, té là dập cái mông tối về là ngủ nằm sắp luôn đó. Thì kệ tôi, có nằm sắp nằm ngủ thì sao, kệ tôi. Kệ gì? Út. Gì? Cái gì vậy? À, trời ơi, tại sao? Tại sao Út Cúc lại đục anh vậy? Chứ anh mới làm gì tôi vậy? Anh tại vì anh thấy có con muỗi chà bá nó đậu cổ em cho nên là anh mới không muốn nó mang vòng máu em, anh ra tay anh đập nó mà. Anh đập muỗi? Vậy nếu hồi nãy con muỗi nó đậu ở đây, cái anh đập ở đây. À, đúng rồi. Rồi hồi cái con muỗi nó đậu ở đây. À. Cái anh đập ở đây. Đúng rồi. Rồi cái một hồi nó xuống tới này, cái anh đập ở đây luôn hả? Đúng rồi. Tôi đập anh là đúng, chính xác luôn, tôi đập anh là đúng rồi. Sao vậy? Anh sàm sỡ tôi. Tôi sàm sỡ đâu mà sàm sỡ. Anh kiếm chuyện á, đụng lên người tôi. Trời ơi. Tôi biết tôi đẹp rồi nhưng mà đâu cần mê tôi dữ vậy. Không, coi đâu, anh ơi, thật sự là anh chỉ muốn là đập muỗi thôi chứ anh có sàm sỡ đâu. Thôi đi. Làm sao tôi tin anh được? Anh thề là có linh hồn má anh trên trời cao nhìn xuống thấy là anh không hề sàm sỡ, anh thích em là thiệt, nhưng mà anh chỉ thích em là trong sáng thôi chứ anh không bao giờ mà thích trong tối đâu. Em đừng suy nghĩ như vậy nghe Út Sinh. Thiệt không? Thiệt. Coi như tôi hiểu sai anh đi, tôi lỡ rồi, xin lỗi được chưa? Tí tôi vô nhà năm hết tôi lấy hộp gà rồi tôi luộc nóng lên tôi lăn con mắt cho tôi thấy nó hơi đỏ rồi đó. Kệ nó đi, cho nó đỏ luôn. mà khoan, Út ơi, Út đừng có vô nhà của quan khách mà lấy hộp gà như vậy. Ông mà phát hiện hả, là ông sẽ bắt Út ra, ông đánh Út nè, rồi ông phạt Út rồi ông trừ lương Út nữa. Như vậy thì tội nghiệp cho Út lắm. Tính ra cũng có khúc không có vô duyên á, cũng dễ thương. Mà Út ơi, sao tự nhiên á, tôi đập mũi cho Út mà Út phản ứng nó gắt gao dữ vậy? Tại tôi nhớ tới ông năm hết á, tôi soi máu gan tôi tới nơi rồi nè, nhắc tới là tôi muốn. Sao mà tức? Tại vì mỗi lần mà bà Tám đi vắng á, ổng ở nhà ổng cứ kiếm chuyện với tôi hoài à. Ổng mê tôi, ổng kiếm chuyện cứ sàm sỡ tôi hoài. Ổng cứ nói là, ê con mũi đậu trên đây của mày nè, để ông đập cho mày nha. Kiếm chuyện vậy đụng lên người người ta. Tôi nói thiệt nha, ổng mà không phải làm quan lớn hả, cái sức của tôi dọc nó một cái là xẹp lép như con mũi luôn á. Trời ơi, thiệt như vậy không? Ừ. Tại sao quan hách này đúng là hả, ông ỷ ông giàu, ông có chức cũng có quyền hả, ông lại đối xử với ông như vậy đó. Được rồi, anh sẽ tìm cách để xử ông quan hách này. Làm gì? Chưa nghĩ ra nữa. Trời, vậy mà nói như đúng rồi vậy. Thôi đủ rồi, tôi đi về nha, mệt quá. Trời ơi, đi cẩn thận coi chừng té nha, nhớ lăn trứng gà nha. Anh biết không mấy là tí nữa bầm á. Anh biết rồi. Ừ, về á. Thôi tôi tự đi được. Sao thì có cái gì nói tía nghe ha. Cứ mỗi lần gặp tía cái bắt đầu con ấp úng rồi con có một cái tâm trạng gì không có vui, nói tía đi, tía giải quyết ha. Dạ không có gì đâu tía. Lớn rồi mà gặp tao thì đâu phải con gái đâu, mày cứ ai nái hoài. Nói đi sao nè, nhìn tía. Dạ. Tía con mình coi như đàn ông mà. Cứ nói thẳng cho tía nghe, rồi cái gì được tía giải quyết cho. Nhìn thẳng vô mặt tía. Dạ con nói tía rồi, không có gì đâu tía. Không có gì. Con của tía mà tía không biết sao mày gạt tao không mày. Nhìn nè, 1, 2, 3, nhìn cười cái coi. Bữa nay con không dám nhìn thẳng vô mặt tía đâu. Tía thấy con hình như có một cái gì thay đổi bất kỳ lắm nha. Lương. Dạ. Con qua mặt tía không được đâu nghe. Nói không? Dạ không con... Không nói thì thôi, làm thinh nhưng mà hành động cũng được. Tía hiểu. Hành động là tía hiểu rồi. Nè. Dạ. Nè, lấy cái tay xuống. Nhìn tía.
Giờ lấy cái tay xuống. Lấy tay xuống. Lấy tay. Ờ, tay mặt xuống. À, đó. Dạ. Chạy mới là con của Tiết. Con là Tiết. Rồi con lấy hai tay để xuống luôn cho Tiết. Hai tay hả Tiết? Ừ, con làm sao con làm. Dạ. Con lấy xuống đi để Tiết nhìn mặt con. Tiết đón con đi. Đây nè, nó là vậy nè. Thì bây giờ Tía cần con ngước mặt nhìn Tía. Dạ. Ngước mặt lên. Đó. Hay quá. Đúng rồi. Con đâu sao đâu đúng không Tía? Không có gì hết. Bây giờ nè, con quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt của Tía. Dạ con. Quay ngang qua lại. Trời. Lương. Dạ. Tí nhớ mẹ con sanh ra con hai con mắt đàng hoàng. Sao mày còn một con vậy? Con kia đâu? Con bên đây sao? Còn không? Còn đây mà tí. Thấy không? Dạ thấy. Còn thấy? Tại sao đang thua vậy? Tại vì con... Con sao? Không sao đâu Tía. Bỏ qua đi. Tía không bỏ chuyện này rồi. Con đừng có qua mặt Tía. Mới đánh lộn trong làng phải không? Không. Đánh con... nhau đúng không? Con không có đánh lộn. Đánh trúng. Đúng vậy. Nè, con mắt này là xảy ra nè. Đánh nhau. Trời Tía ơi, sao lúc nào Tía cũng nghĩ xấu xí cho con hết vậy? Con thì con bây giờ con hỏi Tía nè. Con là con ruột của Tía hay là Tía lụm con ở trong chợ hay là ở ngoài bến đò? Con nói vậy con nghĩ sao? Nếu lượm con trong chợ, bến đò thì con còn hãnh diện. Vậy chứ ở đâu mà không hãnh diện? Lượm mày cái chỗ không ai dám tới luôn. Ở đâu thế? Hầm cá dồ. Trời chưa? Mở miệng ra mày nói vậy đó hả? Hỏi mày lý do gì con bị vậy thì con phải nói chứ còn con trách. Ý con nói là con không phải con ruột của Tía phải không? Đụng gì Tí cũng trách con. Đúng rồi, Tí cứ nghĩ xấu xí cho con không à. Tí lo cho con. Tí mới hỏi mà tới cùng con bị cái gì nói Tía. Cái này là có nguyên nhân nghe Tía. Nguyên nhân cái gì nói đại đi. Con nói Tía nghe. Nguyên nhân này tức lắm nha Tía. Sao? Lý do gì? Hồi nãy con hả? Tí nghe vậy tí tức không? Sao không tức? Gặp tao thì chắc án mạng xảy ra đó rồi. Nhưng mà đụng đến con tao thì không yên với tao đâu. Tại sao ác như vậy? Ỷ thế kẻ quyền. Tí không để yên chuyện này đâu. Vậy bây giờ làm sao tí? Không làm sao nữa. Tại sao ức kiếp dân lành như vậy? Nhất là con của tao, tại sao ức kiếp con tao? Tía bình tĩnh, đừng manh động. Bình tĩnh gì, đừng cản tao. Tao không thể ngồi nhắm mắt xuôi tay mà lấy nước mắt kêu trời than khổ. Tao có sách mắt được theo tận ngộ lũ hùng tàn. Kẻ lũ vô nhân chẳng xót thương kẻ đuôi tôi nghèo nàn. Tao nghe tới cái tên đó là tao nóng rồi. Thằng quan Nguyễn đó, quan Hách đó. Nó ác lắm. Nó ỷ thế cậy quyền, nó hà hiếp dân lành. Chưa nói hết, gái trong làng này nó bắt đầu nó ép người ta. Trời ơi. Không, tí để cái liềm. Nghe đầu cởi cổ làm sao mà tí nhịn được con ơi. Tí để cái liềm xuống mình nói chuyện được không tí? Không. Chú buồn xuống, không được đâu. Tí ra cầm rồi, tí không. Chỉ phải lấy máu đó. Thì lấy máu nó ngay trong đêm nay. Trời ơi, không được đâu tí. Quan Hách ổng là quan lớn, người bảo vệ của ổng nhiều lắm, một mình Tía làm sao mà làm lại, giống như là lấy trứng gà chọi với đá tảng vậy làm sao được Tía. Con còn nhỏ lắm, con biết Tía con mà, ba phi mà, danh tiếng vang dội khắp vùng, đúng không? Dạ đúng rồi. Làm sao mà thì để cho thiệt thòi, thì nhịn nó được Tía của con. Khoan, tí nghe con nói cái này nè tí. Ừ. Thật sự là bây giờ vậy nè tí. Cái tên Quan Hách đó là chủ của lại Út Sinh. Ừ. Còn hả là chủ nợ nữa. Ừ. Bây giờ con chỉ muốn tí làm cách nào á mà để cho cái tên Quan Hách đó đừng có dê sờ Út Sinh nữa là được rồi. Ha tí. Về Út Sinh. Dạ. Đau khổ cho con tí á.
Thì con biết tánh tía mà. Cái gì mà để cho con tía đau khổ thì tía không buông tha đâu. Hãy yên. Dạ. Hãy yên tâm, tía con biết chuyện mà. Thế, thế bình tĩnh. Ông Hách ơi, ông không thoát khỏi tôi đâu. Thế ơi, thế gì con về Úc Sinh đi thế. Tính làm cái gì hả thế? Hả? Con yên tâm đi. Tía con có cách rồi. Sao mà có những người gì đâu mà ngốc nghếch khờ khạo vậy không biết. Tối ngày khóa người ta mà cứ đi theo người ta, không nói không dạy gì trơn. Biết chừng nào mới thông minh lên được giống như mình trời. Phải xứng đôi giường lứa mới được chứ. Thôi kệ, cũng dễ thương, đáng yêu. Thôi kệ đi, mình thông minh sẵn rồi, mình thông minh dùm phần người ta luôn. Miễn là người ta hiền lành tốt với mình là được rồi. Gì đâu mà dễ thương mà. Nhiều khi nhìn mặt cười khờ khờ cũng dễ thương. Dễ thương gì đâu luôn á. Ô hồn mua vé luôn. Mày làm gì không? Hả? Mày giết tao luôn đi. Ông giết con luôn. Mày làm gì mà tao hết hồn vậy? Đêm hôm mà ông cứ... Cái mặt của ông đã không được bình thường rồi. Ông còn nhát ma con nữa là sao? Ý mày nói sao? Ý mày nói là cái mặt tao xấu ma chê quỷ hờn hả? Vừa phải thôi em. Sao ông nói cho phải con? Nè. Dạ. Sao giờ này ông không đi ngủ mà ông ra đây làm chi lạnh không? Ông không có ngủ được. Ngồi xuống đi em nói chuyện chút xíu coi. Dạ. Ngồi xuống đi con. Ngồi xuống. Con xin phép ngồi nha. Ừ. Dạ, ông nói đi, con xin nghe. Nè. Dạ. Xin có biết á, mặt xin á, lúc này nè, nhìn thấy cưng lắm. Ui cha. Sao dám đánh Quang? Con đâu dám đánh Quang đâu. Con đánh cái con mũi đậu trên cái chén của Quang. Nè, con mũi nè. Đó. Mũi gì nè? Con mũi thiệt hả? Xịt máu ra tới bây giờ. Nè, cái chén của Quang nó lên tới nửa cái đầu của Quang rồi. Vậy mà cũng ác nhân sát nó cắn cái chén của Quang. Nè, cho dù có con mũi đánh lên chén của Quang, nhưng ngay cái lúc này không được đập con mũi, nó cắt ngang cái cảm xúc của Quang. Quang ơi, cái gì? Nó lại cắt ngang cái cảm xúc của Quang với con nữa rồi. Nó đậu trên cái vành tai của Quang. Không được Quang ơi. Cái gì? Cái nhà này nhiều mũ quá. Con nghĩ là hả, mấy mốt Quang đừng xuống đây chơi nữa. Cái chỗ này là kẻ hầu người hạ ở được rồi. Quang xuống đây chia mũi mua Quang. Không, mũi đâu mà mũi. Quang đâu giờ thấy mũi vậy đâu. Thật ra là Quang xuống đây á là tại vì Quang ơi, Quang đứng yên đi. Quang khoan ngủ ơi. Quang ơi. Mà đánh chết, mà đánh chết. Nè, Quang cảnh cáo nha chưa. Đừng có thấy là Quang cưng quá nha chưa. Rồi bày trò như vậy nha chưa. Vừa phải thôi nha. Một lần nữa mà như vậy là Quang không có bỏ qua đâu nghe chưa. Nghe chưa. Nhưng mà công nhận bác Ba Phi bài cho mình cái chiêu này hay thiệt á. Chà, dạo này tay nghề lên hơi khá rồi đó nha. Khá quá ông ơi. Ai ông ui da. Xin lỗi bà, tôi đang nghĩ tới cái chuyện công cho nên là tôi hơi bị phân tâm. Thôi xin lỗi, để tôi làm lại. Hơi lỡ tay. Chuyện công? Đúng rồi, giờ nó nhiều chuyện quá cho nên. Bị gì ông Năm Hách? Hả? Trời đất ơi,
cái chức quan của ông á là chính tay tôi móc cái tiền túi ra tôi mua ha, có sao tôi biết hết á. Ông á, trời đất ơi, làm quan cái con khỉ khô gì đâu đây mà đặt chuyện công chuyện tư. Trời đất ơi, này làm ơn tập trung cái chuyện tư cho tôi đi, bỏ cái việc công qua bên đi, làm giỏi đi rồi nói. Tôi biết rồi. Bà nhỏ tiếng chút thôi. Nhỏ gì? Tôi cái chức quan giờ là vậy, mai mốt rồi mình còn định mua những chức lớn hơn. Ừ. Mà nói vậy rồi mai mốt người ở người ăn trong nhà này nó nghe được, nó coi tôi ra cái gì, đúng không? Trời ơi, đứa nào mà nó coi ông không ra gì tôi giặt lòng hết tụi nó. Thì đó, tôi biết là vậy, nhưng mà cũng đừng có để cho nó hiểu chưa. Rồi biết rồi. Ây da. Dạo này cũng được ha. Dạ. Dạ, con mời ông bà ăn trái cây. Bà làm gì vậy bà? Cả cho đúng ý bay. Bay nghĩ gì sao bay đem trái cây lên cho ông bà ăn mà bay không gọt á? Ăn bằng đường nào con? Thì cũng bà, hôm bữa con gọt bình thường cái bà nói mày gọt vậy bà ăn không vừa cái miệng của bà. Giờ con đâu dám tự gọt ở đâu, con lên cho bà gọt theo ý bà. Để nói cái gì nữa lèo lẻo cái đó hả? Thôi thì nó chiều theo ý của bà thôi, đúng không? Cái gì mày làm cái gì ổng đi sao không? Nó ơi, mày làm cái gì mà mày sáng vô chán luôn trời dáng vậy con hả? Chồng của tao là để tới con cưng tao nựng cho chưa, mày không được quấn đi chứ. Con không có bà, con không dám đánh ông đâu, con đang giúp ông á. Giúp gì vậy? Là sao kìa, bà thấy không, con mũi đậu ở trên trán của ông hả, con đập nó mà con đau tay luôn á. Vậy hả? Trời đất ơi, con mũi cắn hả? Con mũi thì nó cũng nhỏ xíu hả con? Con đập một cái nhẹ nhàng vậy luôn mũi nó bay qua nó chết rồi. Mày làm gì mày đập như trời giáng vậy mày? Mày coi coi kìa, mày nhìn cái mặt ổng kìa, đập xong cái ngu ngơ khờ 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 gốc nghếch luôn rồi kìa, mày thấy chưa? Không phải đâu bà. Con là con học theo ông á, ông dạy sao ông bà cứ dạy là con nghe theo không à. Mỗi lần á mà con ở nhà á, ông mà thấy con bị mũi đậu ở đâu trên người á là ông cũng đập giùm con hết trơn á. Thôi thôi xuống cắm nước gì đi. À ha, sao con nói kỹ lại cho bà nghe. Dạ đúng rồi, ông phải nói, ông phải để con nói cho bà hiểu chứ không thôi bà hiểu lầm tội con. Dạ, bà thấy không, cái sức của con hả, con chân yếu tay mềm mà con đập con mũi nó đã như vậy rồi. Ông bình thường ở nhà cứ hễ ví dụ như mũi nó đậu lên trán con nè, cái ông đập lên trán, mũi nó mà đậu lên vai con, cái ông đập lên vai con vậy thì nó đậu tá lả tùm lum á, cái ông cũng đập tá lả tùm lum lên người con hết trơn. Mà con đập thì có mũi, còn ông đập con không thấy mũi nào hết trơn. Không có mũi nào đâu. Dạ là hai cái chỗ nào đậu là ông đập tùm lum luôn. Dạ đúng rồi nè. Xuống dưới nấu cơm đói bụng ơi, xuống dưới nấu cơm đi con. Ông bà tự gọt trái cây ăn được rồi. Dạ con nghe bà. Ừ ngoan. Ôi trời ơi! Áo! Đào cái gì vậy? Chụp mũi nó luôn. À, thì à? Chụp mũi nó luôn à? Gì vậy? Chụp mũi thì ở đây. Tôi chụp mũi. Chụp mũi. Nhỏ to người gì đâu tài trí cả khó bất công ấp bước dân mình bác ba đứng lên tranh đấu chẳng ngại gì hiểu sâu hiểu rộng nhân gian tỏ tường chuyện gì khó đã có bác ba việc nhỏ ấy mà việc to có bác ba phi điều êm ru ro ro dũng cảm phi thường chịu thương chịu khó chi nằm nhi đạp đất đổi trời bà con cô bác nhỏ to người gì đâu tài trí cả kho bất công áp bức dân mình bác luôn đứng lên tranh đấu chẳng ngại gì hiểu sâu biết rộng nhân gian tỏ tường chuyện gì khó đã có bác ba lo hiểu sâu biết rộng nhân gian tỏ tường chuyện gì khó